20 giờ ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo đó, bà Phương Hằng nhận mức án 3 năm tù, ông Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung. Bị cáo mới vừa nghe viện kiểm sát luận tội bị cáo thì có một điều bị cáo thấy không đúng là lợi dụng quyền tự do. Nếu đã lợi dụng thì phải có thu lợi, hoặc lạm dụng thì bị cáo phải có một cái quyền lợi nào đó. Bị cáo không hề thu lợi bất cứ một đồng nào trên công chúng, và bị cáo cũng không lên công chúng để, nhưng vì bị cáo không bị công kích và dẫn bị cáo đi quá xa, cho đến ngày hôm nay bị cáo đã trả giá 18 tháng. Bị cáo đã rất đau khổ khi đã bỏ đi cái quỹ mổ tim là cái lý tưởng sống của bị cáo. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3 năm đến 4 năm tù, đề nghị tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Quân từ 2 đến 3 năm tù. Ba bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, tại tòa, đa số các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận giám định, nên cáo trạng truy tố các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là có căn cứ, đúng pháp luật. Viện Kiểm sát cũng nêu, đối với bị cáo Đặng Anh Quân, dù bị cáo thừa nhận vai trò đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng, nhưng căn cứ lời khai của Nguyễn Phương Hằng, kết luận giám định đủ cơ sở kết luận bị cáo Quân là người có trình độ pháp luật cao nhưng đã tương tác 11 buổi livestream với Hằng, ủng hộ tinh thần cao cho Hằng xúc phạm các cá nhân liên quan trong vụ án. Đồng thời, trong buổi livestream ngày 22 tháng 3 năm 2022, bị cáo Quân đã phát ngôn trực tiếp xúc phạm ông Nguyễn Võ Hoài Linh. Viện Kiểm sát cũng xác định bị cáo Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng chỉ đạo rủ rê các bị cáo khác phạm tội. Bị cáo Đặng Anh Quân là người có trình độ pháp luật cao nhưng tương tác tham gia cổ vũ tiếp thêm ý chí cho Hằng phạm tội, nên Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân phải chịu trách nhiệm hình phạt cao hơn 3 bị cáo còn lại. Đồng thời, Viện Kiểm sát nêu các bị cáo là những người phạm tội có tổ chức 2 lần trở lên là các tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Phương Hằng được tặng nhiều giấy khen thiện nguyện xã hội. Ba bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân phạm tội lần đầu, vai trò không đáng kể. Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân. Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền lợi bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Mỹ Oanh, bị cáo Nguyễn Phương Hằng giữ nguyên quan điểm sẽ không xin lỗi và cho biết đang làm đơn tố cáo ca sĩ Vy Oanh. Thế thì bây giờ chỉ muốn hỏi bà, mình đã xác định là mình sai rồi, có lẽ là đồng nghĩa việc là mình cũng có một cái lời nào đấy thiện chí đối với những người bị hại, trong đó có thân nhân của tôi là bà Vy Oanh, tức là bà Vy Oanh. Bà có muốn nói một cái lời nào đó với bà Vy Oanh không? Nếu sai thì mình xin lỗi, đâu có gì là khó khăn. Hiện nay tôi cũng đang làm đơn tố cáo Vy Oanh xúc phạm tôi ở BC02. Và tôi nghĩ rằng là tôi ở tù 18 tháng cũng đã quá cay đắng rồi. Suốt 18 tháng qua có ai làm thay tôi những cái quỹ mổ tim không? Tất cả những người này được tư cho là bị hại hay là thật sự trong thâm tâm của luật sư, họ là phá hoại hay bị hại? Bị hại là nhân dân, là những trẻ em nghèo bệnh tật, chứ không phải là đây là bị hại, đây là phá hoại. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng bản thân đã phải trả giá đắt trong gần 1.5 năm vừa qua. Đồng thời, bị cáo Hằng cho biết bản thân đã rất buồn khi phải bỏ đi quỹ mổ tim. Tôi không trả lời. Trả lời giữ im lặng. Bà có quyền trả lời không trả lời? Không trả lời. Rồi, bà không trả lời. Mọi thứ nó thể hiện rõ trên cáo trạng rồi. Đó là lý do tôi đứng tại phiên tòa này. Luật sư có đọc cáo trạng trước khi ra tòa chưa? Tôi không trả lời. Trả lời giữ im lặng. Trong phần xét hỏi vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, vào chiều ngày 21 tháng 9 năm 2023, nhiều lần bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, từ chối không trả lời câu hỏi của các luật sư. Không,
lời. Thì tại sao sau đó bị cáo lại tiếp tục livestream? Tại sao? Thì đứng đây rồi hỏi tại sao, về học thêm đi. Thì ông mở khẩu trang nữa cho dễ nghe. Cái hội đồng xét xử, tôi là luật sư Nguyễn Đức Hoàng, tôi là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên. Thì vừa rồi thì vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên có gửi cái đơn yêu cầu bổ sung cái đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chỗ bà Hằng. Thì đây thì vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên đã rút một phần đã tách một phần cái yêu cầu bồi thường thiệt hại trước đây của mình, cụ thể là tách cái số tiền hiện tại yêu cầu bà Nguyễn Thị Phương, bà Nguyễn Phương Hằng. Nói lớn lên để các bị cáo còn nghe. Hiện tại là đang yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường số tiền cụ thể là 2 tỷ